Con chào các con, chào mừng các con đến với lời dạy hay.com. Hôm nay mình cùng tiếp tục với bài học số 3, Lesson 3 của Unit 9, In the Grocery Store, trong cửa hàng tạp hóa. Bài học số 3 sẽ gồm có hoạt động 6, 7 và 8. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với hoạt động số 6. 6. Listen and repeat. Activity number 6. Listen and repeat. Nghe và lặp lại. Ở hoạt động này, chúng ta sẽ cùng đóng vai là mẹ và cô nhân viên bán hàng và luyện tập đoạn hội thoại. What do you want? Rồi mở đầu đoạn hội thoại là cô nhân viên bán hàng. What do you want? Bạn muốn gì? I want some yam. I want some yams. Tôi muốn một ít củ khoai. Rồi các con cùng cô lặp lại nhé. Đầu tiên là câu hỏi của cô nhân viên bán hàng. What do you want? Đúng rồi. What do you want? Bạn muốn gì? Tiếp theo là câu trả lời của mẹ. I want some yams. Đúng rồi. I want some yams. Tôi muốn một ít củ khoai, một vài củ khoai. Rồi bây giờ mình cùng thực hành cả đoạn hội thoại nhé. What do you want? I want some yams. What do you want? I want some yams. Nào các con cùng lặp lại nào. Đúng rồi. Giỏi. Hoạt động tiếp theo, activity number 7. Let's talk. Let's talk. Cùng nhau nói nào. Ở hoạt động này chúng ta sẽ cùng luyện tập theo mẫu câu ở hoạt động số 6. Đầu tiên bức hình A là bức hình những củ khoai. Tương tự như hoạt động số 6, chúng ta sẽ có đoạn hội thoại. What do you want? Bạn muốn gì? Những củ khoai chúng ta có từ yams. Vậy nên chúng ta sẽ trả lời I want some yams. I want some yams. Rồi các con lặp lại cùng cô nhé. Đầu tiên là câu hỏi. Đúng rồi, một lần nữa nào. Good. Câu trả lời, tôi muốn một vài củ khoai. Đúng rồi, I want some yams. Tương tự bức hình B là, đúng rồi, là món sữa chua. Món sữa chua chúng ta có từ, right, yogurt. Thay từ sữa chua vào đây, chúng ta sẽ có được đoạn hội thoại. What do you want? I want some yogurt. Bạn muốn gì? Mình muốn một ít sữa chua. Rồi các con lặp lại nhé. Câu hỏi. Right, câu trả lời, mình muốn một ít sữa chua. Đúng rồi, I want some yogurt. Cuối cùng bức hình C là cái yo-yo chúng ta có từ. Right, yo-yos. Thay từ yo-yos vào đây chúng ta sẽ có được đoạn hội thoại như sau. What do you want? I want some yo-yos. Bạn muốn gì? Mình muốn một vài cái yo-yo. Rồi cùng cô lặp lại nào. Right. Câu trả lời. Good job. Rồi bây giờ cô sẽ chỉ vào bức hình bất kỳ. Các con sẽ cùng cô thực hành đoạn hội thoại nhé. Cô sẽ chọn món sữa chua. Chúng ta có được đoạn hội thoại như sau. Giỏi. Good job. Cô chọn những củ khoai. Đúng rồi. Giỏi. Nào bây giờ cùng cô đến với hoạt động cuối cùng của bài học số 3. Activity number 8. Let's sing. Let's sing. Ở hoạt động số 8, chúng ta sẽ cùng tiếp tục
học một bài hát kể về chuyến đi mua sắm trong cửa hàng tạp hóa của mẹ và bé. Câu đầu tiên. Yo-yos and yogurts. Những cái yo-yo và món sữa chua. I want some yo-yos. Con muốn một vài cái yo-yo. I want some yogurt. I want some yogurt. Con muốn một ít sữa chua. Ở đoạn thứ hai. Yums and apples. Yums and apples. Những củ khoai và những quả táo. Mom wants some yams. Mẹ muốn một ít một vài củ khoai. Mom wants some apples. Mom wants some apples. Mẹ muốn một vài quả táo. Rồi sau khi đã tìm hiểu nội dung của bài hát, chúng ta cùng nhau hát lại từ đầu nhé. Rồi, mình cùng nhau hát lại một lần nữa trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay nha. Bài học số 3 cũng như là unit 9 đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Chúc các con học tập hiệu quả và luôn đồng hành cùng lời dạy hay.com. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài học tiếp theo nhé.